một bức thờ nhé. Đây là chương trình Phật Pháp của Đức Thánh trên mạng Internet qua Facebook, Facebook và Zoom. Với ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Bây giờ con sẽ sám hối, hôm nay đã thay đổi theo giờ mùa hè rồi. Ở Việt Nam từ 7 giờ đến 8 giờ đến 10 giờ tối Houston, 7 giờ đến 9 giờ sáng New York, rồi Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng New York, 9 giờ đến 11 giờ sáng Cali, 6 giờ sáng Paris đến 5 giờ chiều Sydney, 12 giờ tối đến 1 giờ đến 2 giờ sáng con đang nhận được thành kinh tịnh lễ chư tôn đức và thiên trợ thiên cả với đại hội. Hôm nay chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021. Âm Phật là 2564. Bài học hôm nay giáo trình thân pháp Abhidhamma. Thì theo giáo đoạn biên soạn bài 63. Sáu kỹ cảnh quan trọng của tâm thức phần 2 nhân hệ tu. Xây dựng tại giáo đoạn giảng giải. Mở đầu chương trình. Chúng con xin tất cả chúng ta đang nghiêm tâm nghiệp tịnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thành tâm. Bảo được một bình thành nhé. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc tướng cũng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điệu ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện sanh người khổ xin hãy khổ, người sợ hãy sợ hãi, người sầu hãy sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giác Sở Thủ Lành Thầy, chúc mừng chị Trần Thị Đồng Nhà, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Và hôm nay giáo trình thuyết pháp bài 63, sáu khía cạnh quan trọng của thông tin phần 2 nhân hệ tu. Chúng con cũng thỉnh thỉnh đại sư từ bi dẫn các bài học thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư thành bằng đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đạt cùng chư tôn đức trung trung. Thân chào quý bà quý cô thượng nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học giáo trình thống pháp Abhidhamma, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức tiếp theo, tức là chúng ta học cái khía cạnh thứ hai là nhân. Chữ nhân ở đây tức là chỉ cho nhân tương ưng, xong chúng ta hệ tú. Vì hệ tú nó có nhiều,
Upati hetu tức là nhân sanh. Thí dụ như do có con mắt, có cảnh sắc, có ánh sáng, có sự tăng ý nên nhận thức phát sanh. Thì bốn cái nhân, bốn cái sự điều kiện đó gọi là bốn nhân sanh. Upati hetu. Chữ nhân nó còn có một nghĩa nữa là Uttama hetu, tức là trí thượng nhân. Trí thượng nhân ở đây là chỉ cho cái nhân quả, nghiệp báo. Nhân mà phát sinh được quả thì gọi là cái nhân đó, đó là nghiệp đưa đến quả. Cho nên chữ hệ thống trong trường hợp đó là xài như vậy. Thí dụ như các sa môn, bà la môn ngoại đạo, ngoại giáo, thức tha, giới tài năng. Ngoại đạo thì có một số họ chủ trương là a hệ thống cá định thí là vô nhân kiến, tức là cho rằng không có nghiệp gì ở quá khứ mà tạo ra quả hiện tại, là vô nhân kiến. Chữ nhân nó sẽ nghĩa như vậy. Còn Satharana hetu là biến hành nhân đó, thì ở đây là chỉ cho thập nhị nhân duyên, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc. Vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, thức là quả. Cứ như thế đó thì nhân đó gọi là Satharana, Satharana hetu. Còn ở đây nhân trong sáu khía cạnh của tâm thức á, thì nhân này được gọi là Samyutta hetu. Samyutta hetu là tương ưng nhân, hay là nhân tương ưng, nhân tương ưng. Bởi vì tham sân si nó hòa quyện, nó tương ứng với thọ tưởng hành thức bất thiện. Còn u tham sân si thì nhân nó hòa hợp đồng sanh với pháp tình hảo, tâm tình hảo. Tức là tâm thiện, tâm quả và tâm tố, pháp vô ký, vô ký tình hảo nói chung. Thì do vậy ở đây chúng ta có tất cả là sáu nhân. Thì có ba nhân bất thiện và ba nhân tình hảo. Thì ở đây đó, có trong cái bài học của chúng ta có vấn đề như thế này. Tức là chúng ta thấy rằng là cái câu tựa đề mà để là sáu nhân và tâm bất thiện đó, hay là sáu nhân và tâm dục giới tình hảo vân vân, thì chúng ta đề nghị vì mình để sáu nhân là nó gồm có cả nhân thiện, nhân bất thiện. Người học nhiều khi họ không có phân biệt được cái, họ nghĩ rằng sáu nhân này đối với cái tâm dục giới tình hảo hay tâm thiền, tâm siêu thế cũng có sáu nhân. Cho nên chúng tôi đề nghị là tâm bất thiện và nhân tương ưng, hay nhân tương ưng và tâm bất thiện cũng được. Tâm dục giới tình hảo và nhân tương ưng, tâm thiền diệu thế và nhân tương ưng, tâm siêu thế và nhân tương ưng. Có nghĩa là chúng ta muốn giới thiệu cái nhân tương ưng với cái tâm đó. Thì như vậy chúng tôi đề nghị bỏ chữ sáu nhân và mà chúng ta chỉ để là bất thiện
bất thiện mà nhân tương ưng tâm dụng với tình hảo nhân tương thôi. Đó là chúng tôi có ý kiến một chút như vậy. Thì không biết là cái đó là tùy, bởi vì bài hôm nay soạn là do Thượng Tọa Giới Đẳng soạn, cho nên chúng tôi chỉ góp ý, nhưng mà sửa thì do Thượng Tọa Giới Đẳng quyết định. Và bây giờ thì xin mời cô Lâm Giờ Nguyệt đọc cho chánh văn của bài học, sau đó chúng ta cùng thỉnh Thượng Tọa Giới Đẳng thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá Sa Thứ Lần Thầy. Chúng mong các chị ở đây siêu đại dạy ngắm cho bài học. Bây giờ chúng ta sẽ được đọc phần nội dung bài học hôm nay, giáo trình thân pháp, bài 63, 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức, phần 2, nhân hay tu. Chữ nhân hay tu có nghĩa là nguyên nhân, lý do hay căn cội. Sớ giải định nghĩa chữ nhân hay tu ở đây có nghĩa là cội rễ. Có tất cả là 6 nhân. Một, nhân tham, lobha là sự dính mắc hay bám víu, tức là thuộc tánh tham. Hai, nhân sân, dosa là sự khó chịu, không vừa ý với cảnh, tức là thuộc tánh sân. Ba, nhân si, mosa là sự mê mờ, không nhận rõ sự thật, tức thuộc tánh si. 4. Nhân vô tham, alopha là sự không dính mắc, buông xả, tức thuộc tánh vô tham. 5. Nhân vô sân, adosa tức sự mát mẻ, hòa dịu đối với cảnh, tức thuộc tánh vô sân. 6. Nhân vô si, amoha tức sự sáng suốt, thấy rõ sự thật, tức thuộc tánh trí tuệ. Chính sáu thuộc tánh trên tạo nên sự khác biệt to lớn của tâm thức trên phương diện tốt, xấu. Mặc dù ba nhân bất thiện tạo nên tâm bất thiện, nhưng ba nhân thiện không chỉ tạo nên tâm thiện, mà còn có ở tâm quả tịnh hảo và tâm di đắc tịnh hảo. Ba nhân thiện trong sự hiện hữu và ảnh hưởng rất khác với ba nhân bất thiện. Nhân tham và nhân sân không đồng sanh trong một sát na tâm, nhưng nhân vô tham và nhân vô sân thì luôn luôn cùng có mặt với nhau. Nhân si luôn luôn hiện hữu trong tất cả tâm bất thiện. Ngược lại, nhân vô si thì không phải tâm thiện nào cũng có. Tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân là những tâm làm việc có tính cách máy móc. Những tâm này nói lên rất nhiều về quả bất thiện, qua 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Tuy giản dị nhưng là biểu thị của cái quả báo khổ to lớn của chúng sanh trong đời khi thiếu vắng hạnh phúc. Thì bây giờ thì cái phần này con xin đọc theo lời thứ nhất của Thượng Tọa Đại Siêu. Tâm bất thiện và nhân tương ưng. Tâm tham luôn có nhân tham, tâm sân luôn có nhân sân. Tất cả tâm bất thiện đều có nhân si hay thuộc tánh si. Thuộc tánh si cũng có một ảnh hưởng to lớn khác trong vai trò của vô minh, avijja, tâm dục giới tịnh hảo và nhân tương ưng. Tất cả tâm dục giới tịnh hảo đều luôn luôn có hai nhân vô tham và vô sân. Những tâm tịnh hảo, ly trí thì không có nhân vô si. Khi tâm quả dục giới tịnh hảo ly trí làm việc tụng sinh, thì chúng sanh ấy gọi là người nhị nhân, tức người không có căn bản trí tuệ nên không thể đắc thiền hay đạo quả. Tâm ly trí trong đời sống hàng ngày của chư vị A-la-hán là một khía cạnh thú vị được Thắng Pháp đề cập đến. Tâm thiện hiệp thế và nhân tương ưng. Tất cả tâm thiện hiệp thế
đều có đủ ba nhân vô tham, vô sân và vô si. Sự có mặt của vô si hay trí tuệ trong tâm thiền, thứ tâm chủ yếu là định, là một điểm cần hiểu theo cách tính cách vĩ mô. Một vị tu tập tứ vô lượng tâm thì nhân vô sân trở nên nổi trội vì trở thành từ vô lượng tâm. Tâm siêu thế và sở nhân tương cực. Tâm siêu thế và nhân tương cực. Cũng giống như các tâm thiền hiệp thế, tất cả tâm siêu thế đều luôn có đủ ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si. Riêng nhân vô si hay thuộc tính trí tuệ trong tâm, các tâm siêu thế đóng vai trò rất đặc biệt vì đó là tuệ giác và cũng là một trong bát chi đạo. Ngữ và nghĩa. Từ ngữ nhân trong chữ Hán có nghĩa là nguyên nhân hay nguyên do, như chữ hay tướng trong Phạn ngữ. Thế nhưng ở đây chữ nhân không có nghĩa là pháp đạo quả, mà là pháp có ảnh hưởng sâu rộng, giống như trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, tất cả những ồn ào ảnh hưởng đều bắt nguồn từ những ứng cử viên. Nên cẩn thận, phải cẩn thận với từ ngữ phủ định như vô tham, vô sân, vô si. Mặc dù cách dùng từ này tương đương theo nguyên gốc Phạn ngữ, vô tham không phải chỉ có sự vắng mặt của tham mà còn là sự vô nhiễm. Vô sân không phải chỉ vắng mặt sân mà còn là sự mát mẻ hoài diệu. Vô si không phải chỉ có sự vắng mặt của mê si mà còn là trí tuệ. Ngược lại, nhân si nên được hiểu là cái làm cho tâm thức mê mờ chứ không phải chỉ là vắng mặt của trí tuệ. Hình ảnh minh họa. Bài hình ảnh ngày hôm nay là sáu nhân đối với tâm. Xin mời quý đại hữu vào trong link để theo dõi. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức phần một, năm thọ. Bài học tiếp theo sẽ là sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức phần ba, 14 chức năng. Nội dung bài học đến đây là chúng nhất, chúng tôi cũng định có những đoạn từ bi thực hiện bài học một bên hai. Kính đảnh lễ thiên thần thực sự, đảnh lễ chư Phật tôn đức, trân trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đang lọc bài đối với những khía cạnh quan trọng của tâm thức. Hai bài học trước chúng ta đã có dịp nói về cảm thọ, và bài học này chúng ta nói về nhất. Hệ tú. Những gì mà chúng ta sắp đề cập đến sau đây được, có thể được nghe bởi những người không hiểu Phật pháp, hay là những người mà không có nhận thức rõ đó, nghĩ rằng đó là bài học của luân lý đạo đức. Ở trên thực tế thì bài học về sáu nhân tham sân si vô tham vô nhân sân vô si đơn thuần là một bài học về hiện tượng tự nhiên, và cái nhìn về hiện tượng tự nhiên này nếu chúng ta hiểu chính xác như là sản phẩm giảng dạy đó, thì ở trong đó hé lộ ra rất nhiều điều đặc biệt là quan trọng và có ý nghĩa đối với cuộc sống. Nếu chúng ta nhìn có thể cách là cái bản chất nó đúng là như vậy, sự tự nhiên là như vậy. Hơn thế nữa, thưa quý vị, trước khi mà đi vào đề tài về nói về sáu nhân thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều rằng học thắng pháp qua cái nhìn vĩ mô
chúng ta biết được rằng tâm thức đó, nó là một sự một cái trạng thái mà ngoài cái sự nhận thức của tâm đối với cảnh là biết cảnh ra đó, nó còn hỗn hợp nhiều cái thuộc tánh đó, chúng ta gọi là Chetasika. Và những thuộc tánh này nó đóng nhiều cái vai trò. Thí dụ như chúng ta nói về năm thọ, ví dụ như chúng ta nói về bốn trưởng, hay hoặc giả là bài học này chúng ta nói về sáu nhân. Những điều này đều liên quan đến những thuộc tánh hết. Nó giống như là quý Phật tử vào trong một ngôi chùa, thì ngôi chùa đó phải chỉ có vị trụ trì mà còn có chư tăng ni, còn có Phật tử. Nếu chúng ta chính chung chung thì 5 vị, 10 vị, 20 vị, 30 vị. Nhưng mà rồi nó tùy vào cái công việc, tùy vào phương diện. Ví dụ như cái việc bảo trì một ngôi chùa hàng ngày, việc cho vị cơ sở thì chúng ta có những ai là nổi bật. Nhưng mà nói đến tổ chức tu học thì có những ai là nổi bật. Nói đến cái việc mà áp dụng những cái nghi thức thì có ai nổi bật, vân vân. Thì nó tùy vào trường học, tùy vào công việc, mặc dù chỉ chừng đó người. Thì thuộc tánh cũng vậy. Khi mà thuộc tánh nó đi với tâm thì chúng ta ban đầu thì chúng ta chỉ học những con số, và có nhiều khi quý vị phụ nữ rất là chán với những con số đó. Bất thường vào thì mình thấy rất là lợi lạc. Xin hỏi quý Phật tử có nghe lời chưa? Chúng tôi hỏi quý vị nghe lời được chưa? Hôm nay cái đường nét ở đây nó có vấn đề chứ gì? Cái đường nét ở bên này nó có lúc thường gọi là có cơn, có lúc nó được, có lúc không được. Thì trong bài học này, khi mà chúng ta nói về nhân thì một lần nữa chúng ta cũng nói đến vai trò của những cái thuộc tánh. Tâm nào thì nó có nhiều thuộc tánh, như chúng ta biết là một cái tâm mùi lượng nhất, một cái tâm đơn giản nhất như tâm nhãn thức, nhĩ thức, vân vân, thì nó cũng có 7 thuộc tánh, gọi là thuộc tánh tờ tha biến hành. Thế nhưng ở trong số nhiều thuộc tánh đi với cái tâm đó, thì đặc biệt có 6 thuộc tánh. Mà những thuộc tánh này nó có cái tính cách ảnh hưởng như là đầu não. Dạ, cái tính cách ảnh hưởng đầu não. Cái ảnh hưởng đầu não này đó, nó lại chi phối rất nhiều phương diện trong cuộc sống. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong một cái làng, trong một cái cộng đồng, mà nếu trong cái làng đó đó mà nó có vài ba nhân vật, những nhân vật gọi là chủ chốt, những nhân vật này nghiêng nặng về vấn đề kinh tế buôn bán này, thì cái làng thịnh vượng về buôn bán, cái làng đó chuyên về văn hóa thì thịnh vượng về văn hóa, và cái làng đó họ chuyên về chính trị và vấn đề nghiêng về chính trị, thì những cái người gọi là người đầu não có thể ở bên ngoài chúng ta không thấy,
Nhưng mà tất cả những cái hiện tượng mà được thấy ở bên ngoài, sự thì nó bắt nguồn từ cái đầu não đó. Và đôi lúc cái đầu não đó nó không có nhiều, nó chỉ có một hai. Ví dụ ở trong trường hợp này, thám pháp nói rằng chỉ có sáu đầu não này. Dạ, sáu đầu não, nhưng mà chúng ta phải chia làm ba, làm hai, một bên ba thì có bất thiện, một bên tình hảo. Thì sáu pháp này đó, nó lại có một cái ảnh hưởng rất là nhất định đối với toàn bộ tâm thức của chúng ta. Dạ, đối với toàn bộ tâm thức. Thì sáu cái gọi là hê tú, là sáu cái nhân. Ở đây chúng có cái chữ rất là thú vị, là khi nào là người miền Nam á, miền Tây thôi, thì người biết rằng chúng ta có một cái chữ để chỉ cho cái gọi là cái nhân. Nhân là ví dụ cái bánh nó có cái nhân, ví dụ như bánh tét là nhân đậu, là nhân chuối, thì cái nhân cái nằm giữa cái nhân đó đó, nó là rất nhiều cái bánh. Thì cái chỉ nhân ở đây đó, nó cũng đại loại nó mang tương tự như vậy. Hồi nãy ông Thọ Từ Siêu có chịu khó dẫn nhập về cái chỉ nhân được sử dụng nhiều cái nghĩa khác nhau. Đúng ra thì chữ hê tú, và kể cả ở trong chữ Hán chữ nhân đó, thì nó là nguyên nhân hay là nguyên do. Và chúng ta nói đến một cái pháp mà có ảnh hưởng lớn đó, thì chúng tôi muốn quý vị hiểu là chỉ nhân ở tại đây đó, là cái đầu não, đó là cái pháp mà nó ảnh hưởng lớn, chứ đừng hiểu là nhân quả, nhân này tạo quả kia. Mặc dù chúng ta cũng dùng cái chữ hê tú, nhưng chữ Hán cũng tương tự như vậy. Thành ra nên hiểu rõ nghĩa. Ngài ở trong sớ giải thì gọi là bút tách thành. Bút tách thá gọi là căn gọi hay là căn rễ, căn để cái gốc, từ đó mà nó phát ra. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là hồi chúng tôi còn nhỏ đi học hay là sống ở chùa đó, thì ở trong số vài ba mươi vị tăng hay là vài ba mươi học sinh đó, để có những cái nhóm, mà cái nhóm này nó lại có cái sinh hoạt, cái gì hay la cà hay chơi hay học vân vân, thì thường nó ở bên ngoài thì thấy là một nhóm 5 người, 7 người, mấy chục người, nhưng thật sự ở trong đó có một cái đầu tàu. Cái đầu tàu đó chúng ta gọi là đầu não. Ví dụ khi ở trong giang hồ gọi là đầu não, thì cái người đầu não này là cái người mà nghĩ vẽ vời chuyện này chuyện kia. Thì cái chỉ nhân ở đây chỉ hệ trú, chúng ta cũng hiểu là như vậy. Chỉ có tất cả là 6 cái nhân. Và 6 nhân này đó, chúng ta đã từng có dịp học qua rất là nhiều trường hợp, học qua liên quan đến tâm bất thiện, tâm tịnh hảo, chúng ta cũng học qua về các thuộc tính. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta trở lại được cái nhân đầu tiên gọi là lô pháp hay là nhân tham. Nhân tham căn bản là sự dính mắc. Lấy ví dụ như là quý vị có đứa con sai nó đi đâu đó, thì có đường đi và có điểm đến và có cái quy định về gì dẫn trở về. Nhưng mà nó nhỏ thì nó tính thật là ham chơi, do ham chơi như vậy thì nó đi dọc đường đó, thì nó tấp vào chỗ này, tấp vào chỗ kia. Và do cái ham chơi đó, nó làm công việc nó không có suôn sẻ, không có trì trệ. Thì cái chỗ mà cái tính cách mà tắt vào chỗ này, chỗ kia gọi là dính mắc, cái đó gọi là lô pháp. Lô pháp, nó làm cho chúng ta vướng víu dính mắc. Cái trạng thái vướng víu dính mắc này, nó là một thực thể, nó là một trạng thái bám víu.
Dạ, đèn báo điếu. Và dĩ nhiên là chúng ta tìm thấy rất là rõ là cái gì mà mình thích đó, như là sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì chúng ta có cái tâm báo biếu với những thứ đó, nên cái đó gọi là tham. Yeah, đối lập với lại với nhân tham thì có nhân sân. Nhân sân tức là cái trạng thái khó chịu, không muốn sự có mặt của đối tượng đó, muốn hủy diệt đối tượng đó, khó chịu. Ví dụ như bây giờ là khó chịu một người nào đó, chúng ta khó chịu được cái cách nào đó, thì cái đó là sân. Và cái tham, cái sân này nó nằm ở trong cái, nó có một sự tương đồng với tỷ lệ. Ví dụ mình rất thích với cái này thì mình lại rất ghét với cái kia, đó gọi là tham và sân. Và cái căn thứ ba, cái nhân thứ ba chúng ta gọi là nhân si. Si là cái gì mà làm cho cái tâm trí của chúng ta mê mờ, không thấy rõ. Cái sự mưng mờ này nó ngăn chặn cái tầm nhìn, ngăn chặn cái sự nhận diện của chúng ta. Ví dụ như là mình lái xe, chúng ta đi được mà vì nào có lái xe thì biết được, thỉnh thoảng có nhiều khi do cái thời tiết và do cái nhiệt độ nó không có đều, nên chúng ta có những cái hơi nước đóng ở trong kính xe, và nếu chúng ta không có quét sạch, chúng ta không lau sạch thì nó ngăn cái tầm nhìn của mình lại. Thì cái si là cái hơi mờ, nó làm cho con mắt chúng ta không có rõ và tâm chúng ta không nhận thức tốt. Thì ngược lại với ba cái nhân sân si đó, thì chúng ta có nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Nếu quý vị nào đã nghe ở trong phần này khi mà chúng ta nói về sự cẩn thận đó, thì cái nhân vô tham, nhân vô sân, vô si, mặc dù trên phương diện từ ngữ nó là phủ định từ, vô tham là không có tham, vô sân là không có sân, vô si là không có si, nhưng mà ở trên thực tế không tham, không sân, không si chưa đủ. Và bởi vì tâm vô nhân nó cũng không có tham, không có sân, không có si, nhưng mà cái không đó nó không đủ, mà chúng ta phải hiểu ngoài cái phủ định từ đó không có tham, nó còn có cái tính cách, cái tính cách là nó không có có một cái trạng thái tích cực. Ví dụ như là không có dính mắt. Trong một cái bài học về tâm mắt, chúng tôi có cái thí dụ là có một số cái lá cây nó có chất mà trong các nhà khoa học gọi là chất quarks, chúng ta gọi là cái sáp thực vật. Chất quarks này đó, như lá sen chẳng hạn, do cái quarks này đó, khi mà nước mưa hay những nước khác rưới lên đó, thì nước nó đi qua thôi, nó không có giữ lại. Bị đầu mà ở nhà có lá sen hay là thỉnh thoảng đi hồ sen mới biết là một giọt mưa, giọt sương xuống thì nó không làm ướt lá sen. Nó có thể động ở giữa lá, nhưng mà khi trời nắng lên nó tan đi, hay là ai nghiêng nó qua thì nó mất đi. Thì cái chất quát sức, ví dụ như là vô tham, nó khiến cho chúng ta không có bị dính mắt. Cái vô sân đó, nó là một cái chất liệu mà nó làm cho tâm mát mẻ. Nó làm cho tâm mát mẻ, cái tâm dễ chịu. Mát mẻ ở đây không phải là vì cảnh ở bên ngoài, không phải chỉ cảnh bên ngoài là cái cảnh mà cảnh thuận dễ chịu, mà đôi khi là do sự tu tập. Thí dụ như vô sân đồng nghĩa với tâm từ. Một người mẹ có đủ cái bao dung tha thứ cho con, và cho dù con có làm lỗi, nhưng mà sau đó thì đối xử với con vẫn mát mẻ. Hay là một người có tu tập thì gặp cái chuyện mà trái ý, không phải là lấy cái chuyện đó để làm cho mình bực bội, mình khó chịu, mình sân si, mà gặp chuyện thuận hay nghịch đó, thì mình vẫn giữ cái tâm ôn hòa được. Thì cái sự mát mẻ hòa chuyện đó gọi là vô sân. Và cái vô sân này nếu mà tu tập thì nó trở thành một
một cái hiện tượng chúng ta gọi là từ vô nhận tâm. Từ vô tâm là hiện tượng của, tức là một cái trạng thái rất là quan trọng ở trong thiền định. Và thứ vị chúng ta nói đến cái nhân thứ ba, nhân thứ sáu sau cùng là vô si. Chữ vô si ở đây là không phải chỉ là sự vắng mặt của si mê, mà vô si ở đây còn có nghĩa là trí tuệ. Và trí tuệ này là cái khả năng biết có chiều sâu, biết có sự xuyên thấu và biết một cái sâu xa. Ví dụ như người ta nói về cái thế giới, cái hình họa, hình ảnh của chúng ta thường là hai chiều, có hai chiều kích là trục tung và trục quanh. Nhưng mà rồi có những cái hình ảnh nó là ba chiều, là 3D, có chiều sâu. Người ta nói đến có cái gọi là 4D, là bốn chiều. Bốn chiều là chúng ta biết được sự việc đó không phải chỉ có trục tung, trục quanh hay có chiều sâu, mà nó còn có cái chiều kích của thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và nói cho mà học thì nó còn có cái chiều kích khác nữa, đó là cái tính cách nhân quả. Dạ, tính cách nhân quả tương quan với nhân quả. Ví dụ như là chư vị mà chứng tam minh nhớ là tiền kiếp là một lẽ rồi, nhưng mà rồi bên cạnh nhớ những chuyện tiền kiếp thì là thấy được do nhân nào tạo ra quả nào, do cái nhân này sao nó đau khổ, nhân kia hạnh phúc, vân vân. Thấy được cái nhân quả nó cũng là một chiều kích khác. Và cái thấy đó là không phải là con mắt của trí tuệ. Con mắt thường của chúng ta thì nhiều lúc là mình thấy được 3D, thấy được hai chiều hoặc là 2D hay 3D. Nhưng mà để thấy chiều kích của nhân quả của thời gian thì chúng ta cần đến trí tuệ. Hay hoặc giả là bình thường chúng ta đau bụng thì mình ôm bụng thôi. Nhưng mà nếu gặp một vị thầy thuốc thấy mình đau bụng thì mình đã biết cái nguyên nhân. Nguyên nhân sâu xa, và chẳng những biết về cái nguyên nhân đau bụng mà còn biết được cái thuốc nào để uống. Trong đời sống của chúng ta thì cũng một trang giấy, cũng một trang giấy, nhưng mà rồi có nhiều người đọc ở trong đó thì đọc là đọc chữ thôi, nhưng mà có nhiều người đọc một câu, một hàng nào đó nó khởi sinh bao nhiêu là cái tư tưởng, bao nhiêu suy nghĩ. Cái đó chúng ta đã liên quan đến trí tuệ. Và cái trí tuệ đó nó lại là một cái tinh túy của cuộc sống. Cái biết của tâm nó đã tinh túy rồi, nhưng mà cái biết của tuệ đó, của trí đó, nó lại là một cái tinh trí đặc biệt khác. Và ngoài cái biết của tuệ ra đó, trong đời sống hàng ngày thì cái vô si, nếu mà nó nằm ở trong cái tâm siêu thế đó, những cái tâm đạo siêu thế đó, thì nó còn có khả năng đoạn tận kiết sử và chứng tri được một cái trạng thái siêu thế là niết bàn. Đó là câu chuyện khác mà chúng ta sẽ đề cập. Nên chi sáu thuộc tánh này, vô tham, tham sở là tham sân si, vô tham, vô sân, vô si đó, tuy là nó là những thuộc tánh đó, nhưng mà nó là trở thành những đầu não và những cái pháp mà có ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng nhiều đến đời sống nội tại, hay là ảnh hưởng nhiều đến cái tâm pháp, đời sống, ảnh hưởng đến danh pháp, ảnh hưởng đến đời sống nội tâm của chúng ta. Bây giờ thì thứ gì chúng ta bước qua một cái chúng ta bước qua một cái chi tiết khác, đó là nói về tâm và các nhân tương ứng. Tâm và các nhân tương ứng thì thứ nhất là chúng ta nói về tâm vô nhân. Khi quý vị nghe tâm vô nhân rồi, có lần chúng tôi có nói mà chúng tôi tuổi siêu thì chúng tôi không có quan nghĩ lắm. Vì chứ thì nói theo cái cảm giác bình thường của người, đôi khi như chúng tôi tuổi siêu dạy, ví dụ thắng thói quen nó tâm vô nhân thì nghe nó bình thường, nhưng mà một cái người bên ngoài nghe nó chữ vô nhân thì giống như là vô nhân đạo. Vô nhân đạo thậm nhiều khi chúng tôi phải thêm chỉ gì đó, đó là bia là hắn cười tổng vô nhân đạo. Nhưng mà tùy theo mình quen quen hay không quen. Thì ở đây có một số tâm mà không có sáu nhân, không có sáu nhân. Tâm không sáu nhân là
tham sân si vô tham vô sân vô si, những quý vị gọi là tâm vô nhân được vào quả thật là nó tâm không có sáu nhân nhưng nó dài dòng, nó tâm vô nhân nó ngắn, nhiều người nói tâm vô nhân thì nhân đôi khi nặng đề không có sao hết, tùy chúng ta ở trong lớp thắng tập thì chúng ta có quyền tự do xài dân từ rất là chuyên môn. Thì những cái tâm này đó, những chúng ta được biết rằng là nó làm việc có tất cả cơ năng là máy móc thôi, và nó không có cái bản chất gì gọi là thiện hay bất thiện. Giống như là bây giờ ở Mỹ này hai đảng là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ở tại trụ sở của đảng Dân Chủ, tại trụ sở đảng Cộng Hòa có những người mà làm công việc giống như bảo trì máy lạnh hay là làm công việc sửa chữa cái building hay là gác cổng vân vân, thì khi chúng ta đi ngang thì chúng ta biết rằng những người đó họ chỉ làm công việc nhưng không nhất thiết là những người làm việc trong một cái building như vậy là họ phải mang tính cách là phải là theo cái khuynh hướng đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, tại vì công việc của họ chỉ là công việc máy móc, công việc cơ năng. Thì tương tự như vậy, những cái tâm mà không có tương ứng nhân này có thể là tâm ngũ sung thức như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, hay hoặc giả là những cái tâm có tính cách môi giới giữa thế giới nội tại ngoại tại như là tâm tiếp thu, tâm quan sát, khái ngũ môn, khái ý môn, hay là kể cả một cái tâm rất là đặc biệt so với tất cả thứ tâm khác, đó là tâm sinh tiếu, cái cười bản năng của các vị A-la-hán thiên tâm. Thì ở tại đây những cái tâm này không có cái nhân nào gọi là thiện, không có nhân nào trong sáu nhân này hết. Như vậy thì những cái tâm này gọi là tâm vô nhân. Vô nhân ở đây là không có sáu nhân đó, chứ vô nhân ở đây không phải là chúng ta nói bên ngoài là vô nhân đạo, không phải vậy. Không phải là vô luân hay là vô nhân theo cách thị thường, chúng ta gọi là tâm không có nhân. Bây giờ thì chúng ta lại đi vào một cái thế giới mà nó rất là rõ nét, đó là tâm bất thiện và sáu nhân. Trong tâm bất thiện đó thì thứ vị thắng pháp cho chúng ta biết nhiều cái khía cạnh rất là thú vị riêng về gọi là bất thiện. Thì chúng ta nói có ba nhân: tham, sân, si. Do có tham, sân, si thì cái tâm nó mới gọi là tâm bất thiện, tức là có sự dính mắc, có cái sự chống đối, dính mắc với cảnh, chống đối với cảnh và có sự mê mờ, chúng ta gọi là tham, sân, si. Thì bây giờ chúng ta nên hiểu một điều đó, là những cái nhân này đó nó không có nhất thiết là chỉ có một, mà nó kỳ cơ nó có hai nhân. Và trong tâm bất thiện đó thì có một cái quy luật mà luôn luôn phải có, đó là tất cả 12 tâm bất thiện hay là ba thứ tâm, tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, là tất cả những tâm này đều phải có cái thuộc tánh gọi là si. Dạ, thuộc tánh si tức là đều có nhân si, là cái sự vô minh mờ ảo. Chúng ta lấy một cái ví dụ là ở trong một cái ngôi nhà có nhiều người mà có họ có cái tính cách là có nhiều khi tham lam hay ăn cắp của hàng xóm, hay là sân hận, sân hận tức là hay gây gổ hàng xóm. Thì dù có tật đi ăn cắp hay là sân hận đi nữa đó, thì nó đều có một cái, nó luôn luôn phải có một cái yếu tính. Cái yếu tính đó là phải có những cái người không có hiểu biết, hành động nông nổi, không có hiểu biết. Dạ, cái hành động không hiểu biết nó mới làm cái chuyện như vậy. Dạ, một cái người mà có hiểu biết rồi thì không bao giờ muốn xúc phạm hay là muốn đụng chạm với hàng xóm vì cái chuyện vô ích. Và do vậy cái đặc tính của cái tâm bất thiện đó là luôn luôn có cái nhân sinh ở trong cả 12 tâm bất thiện.
Và có khi nhân si một mình, như ở trong trường hợp tâm si nghi hoặc hay là tâm si dao động, thì đó luôn luôn thường si. Cách đây vài hôm ấy, thì trường hợp thường siêu có nói một việc, đó là thường thường nghe nói tham sân si thì ai cũng nghĩ là si nặng, nhưng mà trên phương diện thắng pháp ấy, thì cái thuộc tính si nó rất là nặng, nhưng mà cái tâm si thì rất là nhẹ hơn tâm tham tâm sân. Dạ, tại vì cái tâm si thì nó chỉ có thuộc tính si thôi, nhưng mà trong tham sân thì nó có cả thuộc tính si đi với tham hay si đi với sân. Tại ra nếu mà nói là thắng pháp thì cái tâm si tương đối nhẹ hơn là tâm tham với sân, nhưng mà thuộc tính si thì rất là nặng. Dạ, cái này là một điểm thú vị mà chúng ta khi học chúng ta phải để ý. Thì thưa quý vị, lát nữa khi mà chúng ta nói về những cái tâm tình hảo đó, thì trong tâm tình hảo hai cái thuộc tính luôn luôn có mặt, đó là vô tham vô sân. Không có cái tâm tình hảo nào mà hai cái thuộc tính vô tham vô sân và không có mặt. Nhưng mà ở trong tâm bất thiện đó, thì hai cái thuộc tính tham và sân đó, nó là đối lập với nhau, nó không thể có mặt được và chung được, tức là có tham không có sân, có sân không có tham. Điểm này là điểm rất là thú vị. Dạ, có tham không có sân, có sân thì không có tham. Lúc mà sân khởi tâm tham thì không có thuộc tánh sân, lúc sân khởi tâm sân thì không có thuộc tánh tham. Ở trong tâm bất thiện là như vậy. Thì do cái sự tương hợp với sáu nhân này nên ba cái thứ tâm nó được rõ nét, đó là tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng mà khi nói đến tâm tình hảo thì thưa quý vị, chúng ta không có chia ra ba cái tâm mà nó tương ứng. Là ví dụ mình không có nói là tâm tình hảo có tâm vô tham, tâm vô sân, tâm vô si. Đây là một điểm nó khác biệt giữa tâm bất thiện và tâm tình hảo. Thì tại sao ở trong thắng pháp mà chúng ta thường thấy là có chữ tình hảo? Thay vì chúng ta nói tâm thiện, tâm bất thiện thì đối lập tâm bất thiện, tâm thiện là đủ. Tại vì tâm tình hảo là thứ tâm tốt, và cái tốt ở đây nó không đơn thuần là đối lập với tâm bất, nó có thể là tâm quả thiện, có thể là tâm duy tắc hay tâm của vị A La Hán. Chúng ta gọi chữ tình hảo là tốt, tốt nhưng mà nó không có mang cái chất tạo quả. Dạ, tốt của chúng ta gọi là vô thưởng vô phạt. Ví dụ như là ở trong xã hội, cái thành phần tốt, người thành phần này chuyên môn làm việc này việc kia để đóng góp cái tốt cho xã hội. Nhưng mà có những thành phần tốt á, mà thành phần này đơn giản là những người sống một cách lương hảo, không có đụng chạm ai, không phiền phức ai, nhưng cũng không có làm gì. Dạ, thì cái tốt rất có nhiều thành phần. Dạ, cái tốt nhiều thành phần chúng ta gọi là tình hảo. Thì bây giờ khi đề cập đến các tâm tình hảo đó, thì hồi nãy chúng tôi có nói rằng hai cái đặc tính vô tham và vô sân nó phải luôn luôn đi chung với nhau. Dạ, vô tham tức là một cái tố chất mà nó không làm cho chúng ta bị kẹt, bị nhiễm đắm. Vô sân là một cái tố chất làm cho chúng ta mát mẻ. Dạ, có thể một người không có sáng suốt, nhưng mà nói đến thiện thì nó phải có cái sự mát mẻ, cái sự không có dính mắc và sự mát mẻ. Dạ, hai cái tố chất này rất là quan trọng. Chúng tôi lấy một ví dụ như là một cái người đi vào đám đông hay đi vào ngôi chùa mà thấy cái gì cũng muốn lấy hết, hay là gặp chuyện gì cũng dễ gây hết, thì người đó phải là người thiện. Ở chùa có một cái chuyện cũng vui. Thật ra thì chúng tôi kể chuyện này thì vui thế lắm. Nếu biết hàng năm á, có nhiều khi người tới ở chùa có biết bao lì xì cũng vui hết. Thứ bình thường là
ở trong có một câu đồng rồi có thêm một câu Phật cô cũng bị Pháp cú, nó cũng có gì đáng, nhưng mà tự đi chùa thường thỉnh một bao lì xì về, gọi là đầu năm lọc Phật xuống cái văn hóa vậy mà. Chúng tôi thì ít có lên chánh điện vào dịp Tết, thường là có cái vị thư ký với Phật tử làm việc ở trên chánh điện thôi. Nhưng mà năm nào thì chúng tôi cũng nghe quý vị Phật tử tha phiền rằng có một cặp vợ chồng đến, và cặp vợ chồng đó thì lại rất thích tiền lì xì. Mà chúng tôi cũng không biết là sao, nhưng mà nghe quý vị kể thôi. Đó là đi vào trong chánh điện mà mỗi lần lấy bao lì xì lấy một đống, tức là lấy nhiều bao, nó đem về cho con, cho em, cho con cái đó, thì có nhiều chuyện quý vị phiền. Mà Tết nào chúng tôi nghe quý vị nói điều đó, mà ở trong chùa Tết có nhiều người đến, chỉ có một người đó là như vậy thôi. Nhưng mà nó cũng là vấn đề. Dạ, đó là vấn đề. Và cũng có những người quý vị như tính là hay gây, dạ, gặp chuyện gì cũng phiền á. Hãy không đi chùa thôi, mà hãy đi chùa đó. Thì cứ nghe nó phiền với ông A, phiền với bà B, phiền cái tiền, phiền cái kia. Thì vì vậy một cái người mà Phật tử mà mình tạm gọi là Phật tử tốt, Phật tử mà Phật tử đáng để hoan hỷ đi chùa đó, thì Phật tử nên luôn luôn phải hai, có hai cái chất là vô tham và vô sân. Và vô tham vô sân thì nó luôn luôn đi chung với nhau. Chúng ta phải học thắng pháp về điều này đó, thì chúng ta mới nghiệm thấy được cái chất thiện hay được cái tố chất trong đời sống. Dạ, tố chất đời sống. Và chúng tôi có nói đến một điểm là trong cái khi mà chúng ta đề cập đến sáu cái nhân này đó, dạ, sáu nhân là tham sân si, vô tham vô sân vô si, thì thưa quý vị, ở trong đó có cái, có những cái nhân mà nó nổi trội, thí dụ như là nhân si á, mà nó trở thành vô minh đó, thì nó ảnh hưởng lớn đến sống đó. Cái ảnh hưởng của nó là không có đơn giản nha, khi chúng ta nói về cái nhân si. Và đặc biệt là khi nói về những cái nhân tốt đó, thì cái nhân trí tuệ đó, dạ, nhân vô si đó, nó là có cái ảnh hưởng cũng rất là đặc biệt mà chúng ta phải thấy. Nhưng mà nhân vô sân thì nó, nếu mà chúng ta phát triển thì nó trở thành gọi là tâm tư. Dạ, và tâm từ nếu tâm từ vô lượng đó, thì nó trở thành một cái trạng thái của tâm thiền. Dạ, lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về việc đó. Thì bây giờ thưa quý vị, tất cả tâm tịnh hảo đều có luôn luôn có hai cái thuộc tính vô tham và vô sân. Dạ, chúng ta phải nhớ dùng hai thuộc tính này. Nó nói lên một cái khía cạnh rất ư là quan trọng của sống là vô tham vô sân. Một cái người mà tu và muốn cho tâm chúng ta hiền thiện thì chúng ta phải phát triển hai cái thuộc tính này. Và do vậy tại sao các quốc gia Phật giáo đó thường khuyến khích là ta nên bố thí, thực hành pháp bố thí, thực hành pháp bố thí và là tạo để mà tạo công đức mà thực hành pháp thí để giảm bớt cái dính mắc, giảm bớt cái tham. Và khi mà mình giảm bớt cái tham thì cái thiện nó mới tăng được. Chúng ta nhớ là ở đâu mà có người tham lam nhiều, giống như là lấy của phi pháp rồi móc túi hay là tranh giành nhiều quá đó, thì cái xã hội đó nó không có chất thiện. Mà cái xã hội đó mà nó có cái chất thiện đó, thì ví dụ như là một cái cơn động đất xảy ra ở Tendai bên Nhật Bản, mà những cái máy mà ATM lấy tiền đó, nó bung ra bên ngoài, tiền nó bung ra bên ngoài đó. Nhưng mà người Nhật Bản đó, họ được giáo dục thì họ không đi lượm, đi lấy, đi ăn cắp những cái tiền. Mặc dù lúc bảo đến quý vị cái tiền ở trong máy nó văng ra bên ngoài, nhưng họ cái đấy, cái sự vô tham trong trạng thái đó nó là một cái chất thiện của đời sống. Thành ra khi mà chúng ta muốn cảm nhận cái đời sống thiện thì nó bớt đi cái sự tham lam, và một cách bớt cho tham lam tức là bố thí. Yeah. Chúng ta tương lượng là một người mà buổi sáng thường hay thích cúng dường để chư tăng, rồi đọc ai có chuyện gì mình chia sẻ, và mình không muốn lấy của phi pháp của ai, thì cái điều đó nó hàm dưỡng, nó nuôi cái chất thiện trong lòng của chúng ta, gọi là vô tham. Thì ngoài hai cái vô tham vô sân thì có một cái
một cái tố chất khác mà chúng ta gọi là vô si hay là trí tuệ. Thì cái trí tuệ này có khi chúng ta xài và có khi chúng ta không xài. Thì chúng tôi lấy ví dụ như là buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta pha trà, chúng ta lau cái bàn, chúng ta làm một vài cái thao tác để vào trong thao tác đó. Thì nó là công việc sinh hoạt hàng ngày, nó không phải là công việc chúng ta phải động não hay chúng ta phải vận dụng trí tuệ giống như là chúng ta nghiên cứu cái gì đó hay chúng ta làm việc gì đó. Thì những lúc đó đó chúng ta làm việc bằng cái tâm tỉnh thảo và lý trí. Cái tỉnh thảo lý trí thì rất là bình thường. Và cái khó hiểu với nhiều người đó là tại sao lại có những cái tâm duy tác tỉnh thảo lý trí. Tức là tâm duy tác tỉnh thảo là những tâm của chư vị A-la-hán, kể cả Đức Phật. Mà tại sao có lý trí? Thì cái lý trí ở đây không phải là thiếu trí. Chỉ lý trí là những lúc mà các ngài không có dùng tới trí tuệ. Ví dụ như là nghe có cái tiếng ồn ào ở ngoài kia, Đức Phật ngài hỏi Thục Gia Năng Ta là chuyện gì mà ồn ào vậy? Cái câu hỏi rất là bình thường, ngài không cần phải nhập, ngài không phải dùng tới thần thông để mà ngài biết. Và có nhiều người, nhất là giáo phái Nikantha nghĩ rằng một cái vị mà toàn tri là luôn luôn phải dùng đầu óc để quan sát tất cả mọi thứ. Thì thực ra thưa quý vị, chúng tôi nói một cái ví dụ như vậy chúng ta nên hiểu đó. Là có những người họ rất là giàu, có nhiều tiền, nhưng mà không phải cái giống gì cũng đem tiền ra xài hết. Hay là quý Phật tử là một người có kiến thức về ngành gì đó, không phải lúc nào vận dụng cái kiến thức đó, mà có lúc ấy, thì không có xài và không thể xài. Chính chuyện nó đơn giản quá mà tại sao phải xài tới như vậy? Thật ra chư vị A-la-hán có lúc xài tâm ly trí. Và cái tâm ly trí ấy, này nó khác với cái tâm si. Tâm si á, là cái tâm vắng mặt của trí tuệ nhưng mà tâm bị mê mờ. Nhưng mà cái tâm lý trí của một vị A-la-hán đó, và không phải là cái tâm bị mê mờ hay là cái tâm thiếu trí, mà cái tâm không có dụng trí. Dạ. Ở đây chúng ta nên hiểu rõ cái tâm tinh thảo lý trí, dù là tâm thiện lý trí, tâm quả lý trí hay là tâm tinh thảo lý trí, tâm duy tác lý trí. Và bây giờ thì chúng ta nói đến sáu nhân đối với tâm thiền sắc giới và tâm thiền bồ sắc. Lẽ ra đó thì chúng tôi nói chung luôn tất cả tâm đáo đại, tức là tâm thiền sắc giới, tâm thiền bồ sắc và tâm siêu thế. Nhưng mà nói về các nhân đó thì đối với tâm thiền siêu thế nó khác với tâm siêu thế. Nó khác biệt như vậy là khi trong tất cả các tâm thiền ấy, chúng ta thường nói đến tầm tứ kỷ lạc định. Và ở tâm ngũ thiền thì chúng ta nói xả và định. Thì cái định đó là chủ vị. Chủ vị, quý vị nhớ là thiền dù là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, chính thiền, ngũ thiền, sắc giới. Và các thiền vô sắc ấy, thì cái định đó, đó là cái chủ. Cho dù vậy thì nó vẫn có cái chất sáng, cái chất của trí tuệ. Và cái chất sáng của trí tuệ này đó nó tương ứng với một cái tâm trong sáng. Mà mặc dù cái trí tuệ này không phải trí tuệ suy nghĩ hay là không phải là trí tuệ xuyên thấu, nhưng cái trí tuệ đó là một trí tuệ sáng. Nhiều người hồi chúng tôi còn nhỏ đó, những vị mà tu thiền ở ngoài chùa thiền đường Tam Bảo ở ngoài Vũng Tàu hay chùa Phật Bảo Nguyên Giải Nghiêm đó, hay có cái tranh luận là khi một vị mà đi vào trạng thái thiền thì người đó có biết hay không biết. Thì chúng tôi nhớ có một lần ngồi nghe sư trưởng bàn, người này cũng rất là thú vị. Nhưng mà chúng tôi nói như vậy, tất cả cái tâm thiền đó, nó đều có chất vô si ở trong đó. Nó không phải là cái trạng thái mê mờ. Và cái trong và cái sáng của tâm thiền đó, nó phải bao gồm cả ba cái tố chất là vô tham, vô sân, vô si. Tuy nhiên có một điểm khác mà chúng ta phải để ý. Hồi nãy chúng ta nói chữ vô sân, khi một vị mà tu tập đề mục thiền có nhiều cái đề mục, ở trong đó có bốn cái đề mục, tứ vô lượng tâm, là từ vô lượng tâm, vi vô lượng tâm, kỷ vô tâm, xả vô lượng tâm. Thì riêng về cái từ vô lượng tâm đó, nó là cái thuộc thành vô sân. Và cái sự vô sân ở đây đó, đối với một người tu tứ vô lượng tâm
là nó phát triển rất là cao độ. Dạ, rất là cao độ. Chúng ta sẽ bàn sâu vào việc đó ở trong một trường hợp khác. Nhưng mà ở tại đây là riêng đối với cái tâm thiền hiệp thế thôi, như vậy. Trong tâm chư thế, tức là 20-40 trong chư thế, 20 trong đạo, 20 trong quả đó, thì dĩ nhiên là cũng có cả ba thuộc tánh vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà trong tâm chư thế đó, thì cái thuộc tánh vô si nó lại đóng vai trò rất là nổi trội. Nổi trội tại vì vô si là tuệ giác, và tuệ giác ở đây là khả năng thấy được niết bàn. Và riêng trong 20 tâm đạo thì thuộc tánh vô si nó trở thành một cái thứ kim can trí mà có khả năng đoạn tận hoặc là giảm thiểu vĩnh viễn đối với các kiết sự. Trong trường hợp vị tu đà hoàn, A-la-hàm, A-la-hán là đoạn tận kiết sự. Trong trường hợp vị tu đà hàm tức là giảm thiểu dục ái và sân, thì cái vô si hay là trí tuệ ở trong tâm siêu thế đó, nó lại là một cái thứ trí tuệ đặc biệt mà trong Phật giáo Tantric, Phật giáo Bà Tông thì họ dùng cái chữ là kim cang trí. Kim cang trí giống như là một cái vật thể rất là một cái kim cang trì rất là rắn chắc của kim cương. Kim cương thì rắn chắc không? có thể cắt đứt cái sự. Nên chỉ cái vai trò của vô si trong tâm sự thế đặc biệt lắm. Và nó cũng là một ở trong bát chỉ đạo, tức là chánh kiến ở trong bát chỉ đạo. Thứ vì trong cái bài học tới chúng ta sẽ học về các cái chức năng của tâm, 14 cái chức năng. Thì trong cái chức năng này đó, có những cái tâm như là tâm trục sinh, tâm tiềm thức và tâm mệnh chung đó. Thì bây giờ chúng ta mới có đề cập đến là cái tâm trục sinh và tâm, những cái tâm tiềm thức đó, nó có khi mà nó vô nhân trong trường hợp mà người khổ bị lạc, tức là sanh ra bằng cái tâm chúng ta gọi là tâm quan sát, thọ xả, quả bất thiện hay là quả thiện. Và có những người sanh ra bằng cái tâm quả nhị nhân, thì những người này cũng sanh làm người, cũng làm trời, nhưng mà lại thiếu cái chất liệu của cái tố chất của trí tuệ vô si và cuộc sống rất là khác. Và chỉ có những người mà sanh ra với bằng cái tâm tục sinh mà có đủ ba cái tố chất, ba cái nhân là vô tham, vô sân, vô si thì được xem như là một chúng sanh tương đối là viên mãn về cái tố chất. Dĩ nhiên là bài học này chúng ta không đào sâu về việc đó, nhưng mà chúng ta nên biết được là lúc bây giờ khi nói đến một chúng sanh đó có cái tiềm chất giỏi hay dở, tốt hay không tốt, thì nó liên quan nhiều đến những cái nhân này. Và cũng đặc biệt là ba cái nhân tham sân si thì nó chỉ tồn tại ở trong những cái pháp gọi là pháp nhân thôi, nó không tồn tại pháp quả, và nó không tồn tại trong những cái tâm mà làm việc khác ngoài không bị động tốc. Tuy nhiên vô tham, vô sân, vô si và những cái tâm không có nhân đó, thì nó lại làm rất nhiều việc, và kể cả việc tục sinh, tiềm thức và bệnh chung. Nó đi một thế giới rất là rộng lớn. Thì như chúng tôi có đề cập đến một vài lần là khi mà học Phật pháp đó, mỗi một cái bài học chúng ta có khi học đi học lại những điều đã nói qua. Tham sân si không phải là một điều lạ, tham sân si không phải là một điều mới, nhưng mà khi chúng ta học về tâm tham, tâm sân, tâm si thì chúng ta lần đầu tiên chúng ta nói đến chuyện này rồi, nói đến những thuộc tánh. Thuộc tánh thì chúng ta như thuộc tánh tham, thuộc tánh sân, thuộc si chúng ta nói. Và ngày hôm nay học về nhân thì chúng ta trở lại. Nhưng mà rồi còn có nhiều bài học chúng ta sắp tới, nó đau đi đó lại. Nhưng mà mỗi một bài học, mỗi đề tài chỉ phải cho chúng ta nhìn những pháp này trong một cái góc cạnh khác nhau. Và từ góc cạnh đó chúng ta mới hiểu nhiều hơn. Bởi vì khi mà học Thắng Pháp, mình
Mình không, không phải chỉ học đơn thuần về chữ nghĩa, mà chúng ta còn học Phật pháp. Và khi học Phật pháp không phải chỉ học một phương diện hay là một cái giai đoạn, một phần của giáo trình học pháp. Cái đặc biệt của thắng pháp, quý vị, tại sao mà cái người học thắng pháp học lâu á, nó khác với cái người mà nghiên cứu bình thường. Ví dụ một cái người nghiên cứu bình thường, nghiên cứu kinh tạng, bị lật bục, bị lật trường bộ kinh, kinh Khởi Thế Duyên Bổn ra, mình đọc xong rồi ai hỏi mình có đọc bài kinh đó giờ có rồi, và Khởi Thế Duyên Bổn học như vậy thậm chí có thể nói lại nữa. Nhưng mà riêng đối với thắng pháp á, thì có những đề tài mình không phải học một lần được, nó phải là cái chuyện mà mình trở đi trở lại, lặp đi lặp lại cũng đề tài đó, cũng đề tài về tham, về sân, về si. Nhưng khi học về tâm, về thuộc tánh, về nhân, rồi sau này chúng ta học về bất thiện, tương ưng, hay là học về duyên, vân vân, thì chúng ta sẽ nhìn nó từ nhiều góc cạnh khác nhau. Những góc cạnh này cho chúng ta hiểu thêm về vấn đề mà chúng ta đang bàn đến. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong cái bài học liên quan đến 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức, mà về 6 nhân đó là cái khía cạnh thứ hai mà chúng ta đề cập đỡ tại đây. Bây giờ thì xin được kết thúc bài nói chuyện về 6 nhân ở tại đây. Tiếp theo thì kính thỉnh Thượng Tọa Thiệu Siêu để Thượng Tọa giảng vào phần thứ hai của bài học. Xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Thiệu Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thiệu Siêu nghe được, xin Thượng Tọa hoan nghỉ. Bắt đầu và kính cung kính Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy. Khi nãy Thượng Tọa Giác Đẳng nói sư huynh giảng phần 2, tiếp theo là phần 2 nào? Ở trong bài chúng ta ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến 6 nhân tương ứng, tức là có 3 nhân thiện và 3 nhân bất thiện, nhưng mà 3 nhân thiện vô tham sân si thì ở trong bộ phân đấu với bác cả bộ thứ 6 của Tạng Vi Diệu Pháp, khi đề cập đến mù lát dâm mặt căng, tức là căng xong, thì đề cập đến chính căng danh. Chữ căng mù lát cá ở đây đó, nó đồng nghĩa với nhân tương ưng. Và ở đây chúng ta nói đến 6 nhân tương ưng, tức là 6 căn bù là khác. Nhưng mà ở trong căn sông thì đều tập bên chính, là bởi vì tham sân si thì nó chỉ là cái tính bất thiện thôi, nhưng vụ tham sân si thì nó có hai chánh tiết, tức là cái tính của sa lắc chánh tiết là tính thiện và abhyakat
tác trà tí tức là tính vô ký nữa, tính vô ký đây tức là tình hảo, tâm tố tình hảo hay là tâm quả tình hảo. Do đó ở trong bộ giáo bất cá khi đề cập đến căn tham do sân sân si, căn vô tham vô sân căn thiện vô tham vô sân si và căn vô ký vô tham vô sân si, cho nên có tất cả là chính căn danh. Về điểm này chúng ta cũng nên chú ý. Rồi một phần nữa thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến ba căn bất thiện, ba căn tình hảo, thì chúng ta phải biết rõ mỗi một nhân nó tương ứng với những tâm nào. Tâm tham hay nhân tham thì nó chỉ tương ứng với 8 tâm tham thôi. Nhân sân tương ứng với 2 tâm sân thôi. Mà nhân si thì nó lại tương ứng đủ cả 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Còn nhân vô tham vô sân thì nó tương ứng cả 91 tâm tình hảo, trong đó có 37 tâm thiện. Ba mươi bảy tâm quả tình hảo, và 17 tâm tố tình hảo. Và nhân vô tham vô sân vì nó luôn luôn đi song song, đồng sanh với nhau, cặp kè với nhau, cho nên hễ nhân vô tham tương ứng với 91 tâm tình hảo thì nhân vô sân cũng là tương ứng với 91 tâm tình hảo. Riêng về nhân vô si, vô si tức là sở tuệ quyền, tâm sở tuệ quyền bên nhiên đi giác chê tay sư cá, thì nhân vô si này nó lại tương ứng với 79 tâm tịnh hảo hợp trí nhà nát sang dưỡng tạ, trong đó có 12 tâm tịnh hảo hợp trí dục giới hợp trí, 12 tâm tịnh hảo dục giới hợp trí, 4 thiện hợp trí, 4 đại quả hợp trí và 4 đại tối hợp trí. Hai mươi bảy tâm đấu đại tức là 15 tâm sắc giới và 15 và 12 tâm vô sắc giới đều có nhân vô si, tức là có tâm sở trí tuệ tương ứng. 40 tâm siêu thế cũng vậy, luôn luôn phải có trí tuệ. Và trí tuệ ở trong tâm thiền định, cái trí tuệ đó nó chỉ có mặt để nó làm cho cái tâm
tâm thiền sáng suốt. Chứ ở đây không có, không phải trí tuệ trong đó, cái sự suy tư. Còn cái vô si, nhân vô si mà ở trong cái tâm siêu thế thì nó đóng cái vai trò là chỉ đạo chứng kiến, là cái phân sự của chứng kiến là để sát trừ phiền não, liên hệ tà kiến. Khi mà chánh kiến ở trong chi đạo siêu thế có mặt thì tà kiến và những pháp tương đương tà kiến đó được, nó bị đoạn diệt, bị mất đi. Đó là chúng ta nói về sáu cái tâm, sáu cái nhân tương ưng mà đã phối hợp trong trong tâm. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói tâm nhiếp sáu nhân thì ở đây ngài Tịnh Sự ngài xếp đặt từ cái tâm nhất nhân, tâm nhị nhân, tâm tam nhân. Chúng ta học theo cách đó để cho chúng ta nhớ. Mười tám tâm vô nhân thì chúng ta không kể rồi, thì nó còn lại 103 tâm á, 103 tâm ý thức giới, 13 tâm, 103 tâm ý thức giới này thì nó được gọi là tâm hữu nhân sa hệ tu cát. Nói là hữu nhân nhưng mà chúng ta phải biết có những tâm hữu nhất nhân, hữu nhị nhân, hữu tam nhân. Tâm hữu nhất nhân tức là tâm mà chỉ có một nhân tương ưng thôi, tức là hai tâm si. Hai tâm si chỉ có một nhân tương ưng, tức là nhân si. Còn tâm nhị nhân đó thì có 22 tâm. Tám tâm tham thì nó có hai nhân là nhân tham và nhân si. Tám tâm sân thì có hai nhân, nhân sân và nhân si. 12 tâm dục giới, tình hảo, ly trí thì nó chỉ có hai nhân là vô tham và vô sân. Và cái tâm tam nhân đó là chỉ cho 79 tâm tương ưng trí, 79 tâm tương trí hay là hợp trí, 79 tâm hợp trí là tam nhân. Như vậy thì tâm bất thiện có nhất nhân và có tâm nhị nhân. Còn tâm tịnh hảo thì có nhị nhân và tam nhân. Tâm bất thiện có nhất nhân, có nhị nhân, nhưng mà không có tâm bất thiện là tam nhân hết. Bởi vì tham sân là hai cái trạng thái nó có đặc tính tương phản. Hai cái loại nhân có đặc tính tương phản. Trong khi đó, cái tâm tịnh hảo thì nó có nhị nhân tâm nhân, nhưng mà tuyệt đối là không có nhất nhân. Là bởi vì nếu vắng mặt
Đức vắng mặt trí tuệ là tâm lý trí thì nó cũng còn dị nhân, bởi vì vô tham vô sân là nó đi song song đồng loạt với nhau. Hãy có cái này thì phải có cái kia, cho nên tối thiểu cũng là dị nhân, nhiều là tâm nhân, vô tham vô sân vô si. Nhưng mà tuyệt nhiên là không có nhất nhân, là bởi vì trí tuệ không thể, vô si không thể đi riêng một mình được, si có thể đi riêng một mình được, độc lập trong một tâm tâm si. Nhưng mà vô si hay trí tuệ thì không có thể đi độc lập được, mà nó phải có mặt những vô tham vô sân. Đó là một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị thêm, chia sẻ thêm với quý vị về cái bài học ngày hôm nay là nói về nhân tương ưng. Ở đây đó, như chúng tôi đã nói khi nãy, là cái chữ nhân hệ túc này là chúng ta phải hiểu đó chỉ cho xong chúng ta hệ túc, xong chúng ta hệ túc là nhân tương ưng. Chớ riêng về cái chữ nhân hệ túc thì xài có nhiều trường hợp cũng tốc bạch tí hệ túc, tức là nhân sanh, tức là điều kiện làm cho khởi sanh lên, như là ánh sáng, cảnh sắc con mắt, cái sự tác ý để điều kiện để phát sanh lên nhận thức, cái đó chúng ta gọi là nhân sanh. Còn Uttama hay túc, tức là trí thượng nhân đó, là chỉ cho nhân quả, nghiệp báo. Chúng ta nói luật nhân quả thì chữ hê tú lúc đó là để chỉ cho nghiệp, tôi tâm hê tú. Còn sa tha na hê tú là biến thành nhân đó, để chỉ cho nhân này, do cái này, do nhân này có mặt cho nên cái quả kia có mặt, do vô minh có hành, do hành có thức, do thức có danh sắc, do danh sắc có lục dục, do lục dục có xúc thọ ái thủ hữu vô minh. Thì như vậy cái chữ hệ tú trong trường hợp này được gọi là sa tha ra na hệ tú. Cho nên khi mà chúng ta học về cái pháp, cái khía cạnh thứ hai của tâm thức là chỉ cho nhân, chúng ta trình bày thượng tọa giám đẳng cũng đã giảng thích, giảng giải cho quý vị ý nghĩa rộng rãi về sáu nhân. Chúng ta chỉ xin chia sẻ thêm với quý vị một vài vấn đề đã liên quan đến khía cạnh nhân, yếu hiệp, hệ túc, sangha ở trong sáu cái sangha này. Bây giờ thì chúng ta đã thấy có câu thảo luận mà thượng tọa giám đẳng vừa nêu, xin kính thỉnh thượng tọa trở lại để điều họp năm mục của thầy. Sao thú cái chuyện thượng tọa thủy sư, thưa quý Phật tử, hôm nay là một bài học mà chúng ta cũng có rất nhiều điều để thảo luận. Xin thượng tọa thủy sư Hoa Kỳ giải thích là tại sao mà ở trong những cái tông về tâm tục sinh, hộ kiếp, tử, hay là chúng ta nói là tâm tục sinh, tiềm thức và bệnh chung đó, thì nó lại có được nhân vô tham vô sân trong trường hợp người dị nhân, hay là vô tham vô sân vô si trong người tam nhân, nhưng mà ba cái nhân tham sân si thì không bao giờ có ở trong các cái tâm tục sinh và tâm tiềm thức của tâm tử.
Xin tổ quan hệ dạy về điểm này kính thưa chủ tọa. Em đã bầu với thầy nha. À, kính bạch trên tâm đức kính thưa quý vị, trước hết chúng ta bắt đầu từ chỗ cái pháp gọi là hệ tu tham ma tham ma pháp dị thực dân và cái pháp quý ba ca tham ma, quý ba ca tham ma pháp dị thực quả, quý ba ca tham ma tham ma là pháp dị thực nhân, đề quý ba ca đa quý ba ca tham tham ma là pháp phi quả phi nhân. Chúng ta bắt đầu từ đó. Thì ở đây đó, cái pháp dị thực nhân như là nhân bất thiện, như là tâm bất thiện, tâm thiện, thì tâm thiện nó có ba nhân tương ưng là hữu tha hữu sinh hữu si. Tâm bất thiện thì nó có tham sân si, nhưng mà khi nó cho quả đó, khi mà nó trổ quả, nó tác thành quả dị thục, thì quả dị thục của bất thiện đó thì lại là hữu nhân. Nếu mà quả dị thục bất thiện mà hữu nhân nữa là chúng ta chết, nó hành hạ cho ta chết. Ý là quả bất thiện nó là vô nhân, mà chúng ta bị quả chúng ta cũng khổ, chúng ta bị khổ hoàng hoại. Và nếu mà nó hữu nhân với nữa là chúng ta chết. Cho nên ở đây quả bất thiện bao giờ cũng là vô nhân. Mà trong quả bất thiện đó có cái tâm gọi là tâm quan sát Santiranacitta. Cái tâm quan sát quả bất thiện đó nó lại là cái quả thức làm cái công việc mà mai này chúng ta sẽ học về chức năng của tâm hay là phận sự của tâm, gọi là cái giác 14 cái giác đó. Thì chúng ta biết cái tâm quan sát quả bất thiện đó thì nó làm việc tục sinh hộ kiếp và tưởng cho chúng sanh ở dưới cõi khổ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ở Atula. Và vì rằng lúc mà tạo nghiệp đó, tạo nghiệp bất thiện thì có nhân tham, nhân sân, nhân si, nhưng mà khi tạo ra quả dị thục bất thiện thì quả dị thục đó là vô nhân, vô tham, nó không có tham, không có sắc, không có ba nhân bất thiện tương ứng. Lý do là những cái tâm này là những cái tâm cơ năng, nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, tân thức quả bất thiện, kiến thâu quả bất thiện, quan sát quả bất thiện, nó chỉ là tâm cơ năng thôi. Nó chỉ duy nhất có một cái tâm quan sát quả bất thiện đó là cái tâm làm việc tục sinh tiềm thức và mệnh trung, tức là tâm tục sinh hồn khí và tử. Còn bây giờ chúng ta nói tại sao có cái loại tâm tục sinh hồn khí và tử có thể có ba nhân của tham sân si. Thì ở đây thưa quý vị, bởi vì cái pháp thiện
nó là nhân tạo ra quả dị thục. Trong cái quả dị thục nó có hai loại quả, là quả vô nhân và quả hữu nhân. Cái tâm thiện dục giới đó, nó cho quả vô nhân như là nhãn thức quả thiện, diễn thức quả thiện, tỷ thức quả thiện, thiện thức quả thiện, thân thức quả thiện, tiếp thu quả thiện, tâm quan sát quả thiện, thọ hỷ, tâm quan sát quả thiện, thọ xả. Thì cái tâm quan sát sanh tiền các chức tác, tâm quan sát quả thiện, thọ xả đó, nó làm việc tụi sinh hồn kiếp đệ tử. Tâm này nó cũng không có nhân vô tham vô sân si, cũng không có nhân vô tham vô sân si. Tâm quan sát này nó cũng vô nhân, như là cái tâm quan sát quả bất thiện vậy. Còn cái loại quả thứ hai của cái tâm thiện thành tựu, loại quả đó được gọi là quả hữu nhân sa hệ tu cá vi pa ta. Thì vì rằng đó là quả hữu nhân, là quả dị thuộc của cái tâm thiện. Tâm thiện là tâm tịnh hảo, tâm tịnh hảo thì có vô tham vô sân vô si, do đó cho nên nó cho cái, nó tạo ra cái tâm quả hữu nhân cũng có vô tham vô sân vô si. Nếu tâm bất thiện mà nó có tạo ra được cái loại quả hữu nhân á, thì cái tâm quả hữu nhân bất thiện đó, tâm quả bất thiện hữu nhân đó, bất thiện đó cũng sẽ có tham sân si. Đằng này nó chỉ có một khía cạnh, có một cái phạm trù, tức là cái tâm quả bất thiện vô nhân mà thôi, chỉ có vô nhân a hay tu cách chứ không có hữu nhân. Còn cái tâm tục sinh hữu kiếp và tử mà thuộc về quả của thiện hiệp thế đó, thì nó có vô thâu sân si, bởi vì nhân nào quả đó. Thể nhân có vô thâu sân si thì quả cũng có thể có vô thâu sân si. Đó là chúng ta nói trên phương diện lý pháp. Còn nếu mà chúng ta nói theo cái ý nghĩa đó, thì ở đây thưa quý vị, cái tâm thiện cái này thì nó nấu ra móc ra nó hơi dài dòng chút xíu, nhưng mà quý vị cũng cố gắng nghe dần, nhưng mà cũng có lợi cho quý vị đó. Trong một đoạn kinh có nói rằng đối với pháp bất thiện thì đối với pháp bất thiện thì nó sẽ tạo ra cái quả luân hồi không biết cho đến lúc nào mà dừng lại, không có điểm kết thúc. Còn quả thiện, còn tâm thiện thì nó sẽ tạo ra quả luân hồi, nhưng mà dần dần nó sẽ làm cho kết thúc cái cuộc luân hồi. Đặc biệt vậy đó thưa quý vị. Cũng giống như cỏ dại đó, ba thứ cỏ dại thì không ai trồng hết đó. Nhưng mà cái mảnh đất trên chỗ đó, từ năm này qua tháng nọ, từ đời này sang đời khác, thể có cái đất trống thì có cỏ nó mọc lên. Nhưng mà trong khi đó, lúa người ta phải gieo trồng ở dưới ruộng, ở dưới đất.
khi mà nó trổ bông lúa rồi và lúa chín rồi thì cái bụi lúa đó nó bị khô, nó bị gãy nha. Nếu người ta không cắt gặt để người ta đem vào làm gạo thì như vậy nó gãy ngang. Nhưng mà khi gãy ngang rồi đó thì nó trơ ra, đó là gốc rạ, nó sẽ khô, nó sẽ chết đi. Cũng như thế nào thì ở đây cái pháp thiện đó thì dần dần nó sẽ làm khô kiệt phiền não và đạt đến cái sự tái sanh, đạt đến cái sự giải thoát khỏi luân hồi. Thì bây giờ chính vì chỗ nó có cái đặc tính, nó có trạng thái tốt đẹp như vậy, do đó cho nên quả của pháp thiện thì phần nào nó là một phần vô nhân, nhưng một phần khác là hữu nhân. Và quả thiện mà hữu nhân đó, thì nó lại là hữu nhân vô tham vô sân vô si. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu, cần phải nhớ đấy. Quý vị có biết rằng cái tâm quả thiện mà hữu nhân nó rất là quan trọng. Người mà tùng sinh bằng cái tâm quả hữu nhân, hữu tâm nhân, tức là có trí tuệ, thì cái trí tuệ bẩm sinh, cái này gọi là trí tuệ bẩm sinh, cha trí bên nhà. Và ở trong một bài kệ mà Đức Phật Ngài dạy cho vị chư thiên, hỏi Đức Phật nội truyền và ngoại truyền chúng sanh bị truyền Phật, con hỏi Gotama ai thoát được truyền này, thì Đức Phật Ngài đã trả lời rằng Sampanyo Sile Patithai, Chính Tăng Phạm Hoài Dê Bành Nhàn Giác, người có trí trú giới tu tập tâm và tuệ, diệt tâm và thận trọng, Atapi Nipaku, tỷ kheo ấy thoát triền đi về cổ phi quốc, xô trịnh tăng. Mình chỉ về. Thì ở đây thưa quý vị, cái chữ Sampanyo mà Ngài Phật Thích Khô Xá trong Thanh Tịnh Đạo Ngài giải thích đó, thì chữ Sampanyo này là chỉ cho người mà tụng sinh bằng cái tâm quả tam nhân, tức là có vô tham vô sân vô si. Thì người đó ngay trong hiện tại đó, họ trú giới tu tập định và tu tập tuệ, tuệ quán, tự tu tập tâm, ở đây là tăng thượng tâm, thì họ trú giới tu tập định và tuệ một cách sáng suốt và nhiệt tâm thì sẽ thoát triền, tức là sẽ thoát khỏi cái sự dây leo, tức là khỏi cái sự ràng buộc của phiền não. Thì ở đây chúng ta thấy rõ là nếu như mà cái tâm tục sinh đó, cái tâm tục sinh hồi kiếp là tử, mà tâm đó nó có vô tham vô sân vô si thì nó có lợi cho chúng ta, nó sẽ đưa đến cái sự tu tập, người đó có khả năng đắc được đạo quả. Nhưng nếu như mà quả bất thiện mà có tham sân si nữa là chúng ta ngốc đầu không lên, thưa quý vị, chúng ta ngốc đầu không lên rồi. Bởi tham sân si, nhân tham sân si ở trong quả bất thiện nếu có thời nó sẽ còn buộc và nhận chìm chúng ta ngốc đầu không lên. Ý là quả bất thiện nó là vô nhân đó, nghĩa là nó không có một cái sợi dây mơ rễ má nào,
không có cái sự ràng buộc tới một nào. Vậy mà chúng ta muốn thoát khỏi cái cảnh luân hồi trong bốn đời ác đạo cũng không phải là chuyện dễ, quý vị đừng nói chi. Cho nên khi mà cái tâm quả tục sinh đó mà nó hữu nhân đó, là nó có cái sức mạnh hữu nhân đó, vô tâm sinh si nó lại là đưa đến cái khả năng tốt cho chúng ta. Người mà tục sinh bằng cái tâm quả tam nhân, tức là có vô tham vô sân vô si, nghĩa là có trí tuệ đó, đi kèm với vô tham sân, thì người đó gọi là sapayo, tức là bậc có trí, người có trí thì làm được việc lắm, tu tập được việc lắm. Còn nếu như mà quả bất thiện mà nó có nhân vô tham, nhân tham nhân sân nhân si, thì chẳng những không phải là làm được việc mà là nó làm tai hại hơn, tác hại hơn. Chính vì chỗ đó nó không có. Đây là điều mà chúng tôi xin được giải thích hơi dùng dài chút xíu, nhưng mà nói cho hết ý. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với phần điều họp hôm nay. Nam mô Thầy. Sao chú kinh trình Thượng Tọa Thế Siêu cái cách mà Thượng Tọa Thế Siêu trả lời cho bài học này đó, thưa quý vị, làm chúng tôi nhớ đến ngày thực sự. Hồi xưa khi chúng tôi đi học Phật hạnh thì khi học chung với Tần Tư Siêu thì chúng tôi được Tần Tư Siêu ở Chùa Tiểu Quan. Nhưng mà rồi sau đó thì Tần Tư Siêu về Bình Đông thì chúng tôi lại phải qua ở Chùa Ngài Tịnh Sự. Thì ở Ngài Tịnh Sự cũng có nhiều cái kỷ niệm cũng vui lắm. Nhưng mà cái điều mà chúng Tần Tư Siêu nói ngày hôm nay là cũng là cái kỷ niệm mà chúng tôi nhớ. Chúng tôi có đặt một câu hỏi với Ngài Tịnh Sự tương tự như vậy. Chúng tôi hỏi Ngài là bạch Ngài, tại sao mà ở trong những cái tông quả mà tục sinh lại có thể có được ba nhân là vô tham vô sân vô si, đó là người tam nhân hay ở chức người dị nhân, nhưng mà ở trong quả tục sinh bất thiện đó, nó quả bất thiện tục sinh đó thì nó lại không bao giờ có ba cái nhân là tham sân si. Ngài Tịnh Sự trả lời giống như Thượng Tọa Tuệ Siêu, nhưng mà cái cách nói của Ngài nghe nó cũng rất là thú vị. Nếu vì nào mà ở gần Ngài Tịnh Sự, Ngài nói như vậy, thưa quý vị, chúng tôi lọc lại câu Ngài nhưng tôi không nói được cái giọng của Ngài. Ngài nói chàng ơi, người ta giàu, người ta có tiền á, người ta hạnh phúc rồi. Nhưng mà khi mình nghèo á, thì bằng nghĩa là không có đồng nào cũng đã đủ chết rồi, chứ đâu cũng đủ nghèo rồi, chứ đâu phải cần đấy đi thiếu nợ mới là nghèo. Tức là chỉ cần không có tiền là đủ nghèo rồi, chứ không cần nợ đồ đầy đủ kiếm mới gọi là nghèo. Nhưng mà Ngài dùng cái chữ chàng ơi làm chúng tôi nhớ cái cách Tần Tư Siêu trả lời. Thì thứ thì ví dụ như chúng ta nói nó mang cái đối lập trong thời tiết chẳng hạn, trong cái nhiệt độ á, mình nói là cộng 10 độ hay cộng 15 độ, thì khi mà chúng ta nói ngược lại đó là lạnh á, là chỉ cần 0 độ thôi, chứ không nhất thiết là phải trừ 0 độ, phải trừ 0 độ mới là lạnh, đã 0 độ thì lạnh rồi, chứ không cần phải trừ. Thì khi mà mình có tiền á, gọi là giàu, mà mình không có tiền á, thì là đủ nghèo, chứ không cần phải chứa nợ mới là nghèo. Thành ra Ngài mới nói chàng ơi, đâu có cần phải chứa nợ mới là nghèo, không có tiền là đủ nghèo. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước sang câu thảo luận số 2. Bạch Thượng Tọa Thế Siêu, Thượng Tọa có nghe được không vậy? Nếu Thượng Tọa Thế Siêu nghe được, xin Thượng Tọa Hoa Kỳ trả lời cho câu thảo luận số 2 là khi mình nói đến tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc á, thì mình nói là cái chủ yếu là định thôi, định là một cái sự an trú tâm trên đề mục thôi. Như vậy thì ví dụ một cái người bình thường họ nói ủa, mình chỉ định việc mà mắc mớ gì mà lại dùng cái trí tuệ, và tại sao trong tâm thiền nó không ly trí mà tâm thiền luôn luôn có trí tuệ, thì trí tuệ đóng vai trò gì trong đó? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoa Kỳ giải thích về chuyện này.
Hình là một thầy. Thầy kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ban nhân tương ứng và thủ tinh hảo là nó cũng bổ sung, nó trợ duy với nhau tạo thành cái sức mạnh trí, cái tâm sở trí tuệ nhá, tức là vô si. Khi mà nó phối hợp với cái tâm thiền, cái tâm tình hảo dục giới thì nó đóng cái vai trò khác, nó có cái chức năng, cái công việc nó khác. Mà ở trong tâm siêu thế thì nó có, lại có cái nhiệm vụ khác. Cái nhiệm vụ nó là thành chi đạo để chắc trường phiền não, nó không phải. Nhưng mà cái chức năng của trí tuệ mà nó hợp ở trong cái tâm thiền thì không phải là để nó sát trừ phiền não hay chi, nhưng mà có nó trợ lực cho, trợ lực cho các cái chi điện, nhất là định được vững chắc. Chúng ta nói một cách khác như thế này, cái nhà khi mà trời sập tối thì cần phải thắp đèn hay là bật đèn điện lên cho nó sáng, thì lúc đó nó sáng nha, nó có cái nhiệm vụ là xua tan bóng tối. Nhưng mà rồi khi mà mình cất một cái nhà mà khéo bố trí cửa nẻo, bước vào trong căn nhà nó được sáng sủa, thì người ta bước vào trong nhà người ta cảm thấy nó mát mẻ, cảm thấy nó thư thái, người ta nói cái nhà đẹp. Hỏi sao đẹp đó, nhà này sáng sủa thông thoáng. Chúng ta mới suy nghĩ, chúng ta nói sáng là do nhờ đèn, mà cái ánh sáng đó là để xua tan bóng tối, chứ đâu phải ánh sáng là để làm cho đẹp đâu. Chúng ta nói vậy là chúng ta chưa biết, chưa biết về cái kỹ thuật, cái kiến trúc xây dựng. Trong cái ngành xây dựng là hễ một cái nhà, kiến trúc một cái nhà mà ở trong gian phòng, từ phòng ăn cho đến phòng ngủ phụ khách, nó được ánh sáng, nó được sáng, thì như vậy cái nhà đó xem như là cái nhà có giá trị. Nhà đẹp thì cũng như thế. Ở trong cái tâm thiền mà nó thiếu trí tuệ đó thì đó là tối. Mà hễ tâm thiền mà không có tư trí thì cái tâm thiền đó nó không phải là một cái tâm thiền có sức mạnh nữa. Thì do đó cho nên trí tuệ mà nó phối hợp ở trong tâm thiền là cái nhiệm vụ là nó tăng sức mạnh, nó củng cố sức mạnh cho cái tâm định, nó củng cố sức mạnh cho tâm định. Bởi vì định cái chi thiền mà thuộc về tầm tứ thân giải, tầm tứ thì là định đó thưa quý vị Ekatata, mà có cái trí tuệ nó làm cho sáng, nó làm cho sáng thiệt. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu cái tâm thiền mà có trí tuệ thì cũng giống như một cái căn phòng mà chúng ta xây dựng, nó chắc chắn, không phải chỉ có chắc chắn được đâu, mà chúng ta cần phải có cái sự thông thoáng và ánh sáng nữa. Thì như vậy cái nhà đó mới thật sự là kiến trúc đẹp, nó cũng giống thế. Còn cái trường hợp mà
trên bàn làm việc ở đâu mà có cái bóng đèn, có cái ngọn đèn thắp sáng là để khi mà đọc sách mà không thấy đường, không thấy chữ, rồi bật đèn sáng lên để làm việc cho nó rõ ràng. Cái trường hợp là khác nữa thưa quý vị. Cho nên cái pháp gọi là duy hệ thì nó có hai trường hợp. Một là chanakasati, tức là trợ sanh. Và hai là upatthapakasati, là ủng hộ. Nó ủng hộ cho mạnh lên. Thì trong trường hợp này, cái nhân vô si thì nó hợp với tâm dục giới tịnh hảo và hợp tâm siêu thế, là để nó làm việc, nó có sức mạnh đoạn trừ đường bóng đêm, đường bóng tối vô minh, nó phá tan cái bóng tối vô minh để soi sáng, tức là có sự hiểu biết. Nhưng mà cái nhân vô si, tức là sở trí tuệ mà có ở trong cái tâm thì sắc giới, thì vô sắc giới, là để nó trợ lực cho cái tâm định được mạnh mẽ. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 2 của thượng tọa Đản Đều Nam Mô Thầy. Xong, cái chuyện chúng ta thực sự bây giờ thì xin được hỏi chúng ta thực sự câu sau cùng rồi để chúng ta đi nghỉ. Bạn chúng ta thực sự chúng ta nói về sáu nhân đó là cái gì rất là vĩ mô, nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta chiêm nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, phải chăng rằng có những cái lối sống mà từ cái lối sống này những cái nhân vô tham, vô sân, vô si thường sanh khởi và tồn tại, có đúng như vậy không? Tại vì đôi khi chúng ta nghĩ cái gì vĩ mô là cái gì mà hầu như là mình không thể chen vào được. Nhưng mà thì có thể nói thêm rằng nếu mà chúng ta muốn có những cái tố chất tốt trong đời sống như là vô tham, vô sân, vô si, thì có những lối sống nó khiến cho những tố chất đó sanh khởi và tồn tại không? Xin cái thỉnh chư tổ hội nghị trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, sau khi chúng ta biết được những cái tố chất vô tham, vô sân, vô si, nó là nhân tịnh hảo, nó tạo nên một cái sức mạnh tốt đẹp cho tâm tịnh hảo, là tâm thiện vô cùng. Thì dựa vào lúc đó chúng ta có, chúng ta vẫn có những cái lối sống mà khiến cho các ba cái tố chất này đã sanh khởi và tồn tại như thế nào. Ở đây thưa quý vị, trước nhất một người có cái tâm nhân từ, có cái tâm rộng rãi, hoan hỷ trong cái sự chia sẻ cho người khác, tức là bố thí. Chúng ta dùng tiếng bố thí thì nó nặng nề, mà như mà xài thì chữ bố thí theo nghĩa từ Phật học thì có nghĩa là một cái sự san sẻ, một cái sự ban bố. Mà khi một người có cái sự san sẻ, ban bố rộng rãi, không có keo kiết bỏng xẻng, sống như vậy nó quen đi, thì nó khiến cho cái tố chất vô tham nó thường sanh khởi và tồn tại.
Thứ hai á, là một người hằng tu tập an trú với cái tâm từ mát mẻ, không hận không sân, mong cho tất cả chúng sanh được sự an vui, mong cho tất cả chúng sanh đừng có nạn khổ thân tâm, khi mà tu tập tâm từ nhiều như vậy thì lâu dần cái lối sống đó khiến cho cái tố chất vô sân nó thường sinh khởi và tồn tại. Nghĩa là người này an trú tâm từ nhiều cho nên tâm họ mát mẻ, rồi cái tố chất vô sân nó thường có mặt. Còn một cái lối sống khác nữa, cái lối sống thứ ba đó, là một người thích học hỏi, cái pháp chân chính, cái pháp chân chính là cái pháp của một thánh, pháp của Đức Phật, thích học hỏi, thích đàm luận về Phật pháp, thích nghe pháp, thích đàm luận về Phật pháp và thường xuyên suy nghĩ về pháp, về chánh pháp. Lâu dần thì cái tố chất của si, tức là cái trí tuệ người đó, nó lại được khơi lên, giống như là khơi ngọn đèn, khơi ngọn đèn làm cho nó sáng. Thì như vậy chúng ta sẽ an trú được. Như vậy thì bố thí, cái hạnh sống bố thí, cái cách sống bố thí sẽ làm cho vô tham, cái tố chất vô tham nó sinh khởi và nó tồn tại. Cái sự an trú luận từ nó sẽ làm cho cái tố chất vô sân sinh khởi và tồn tại. Cái sự học hỏi đàm luận về Phật pháp nó sẽ làm cho cái tố chất vô si, tức là trí tuệ sinh khởi và tồn tại. Một khía cạnh khác, một người thường xuyên sống quán vô thường, đoạn trừ được tham, hả, đoạn trừ được tham thì tố chất của tham nó sinh khởi. Một người sống quán khổ não, quán khổ thì đoạn trừ được sân, thì cái tố chất vô sân nó thường có mặt. Một người tu tập thường xuyên quán pháp vô ngã thì nó sẽ làm cho đoạn trừ si mê, đoạn trừ si mê. Và do đó cho nên trí tuệ, tức là vô si, nó sanh khởi và tồn tại. Đó là cái cách mà chúng ta pháp quán. Chúng ta có hai khía cạnh này. Quý vị nhớ hai khía cạnh. Tôi nói khía cạnh trước là bố thí tâm từ và học hỏi Phật pháp. Đó là khía cạnh ở bên ngoài. Còn bây giờ chúng ta trị liệu ở bên trong đó, là chúng ta củng cố bên trong, là chúng ta quán vô thường, khổ đau vô ngã. Cũng hay lắm thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây và rất là tri ân thượng tọa giác đẳng hôm nay cho sư huynh được nghỉ sớm 30 phút.
Bây giờ thỉnh sư đệ trở lại điều hộ để đúc kết về học. Sao chúng thích sư huynh? Cái thời là chính phủ Mỹ là cho sư huynh nghỉ sớm và để vào đổi việc. Bây giờ thì chúng ta cũng hết giờ rồi. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ muốn nhắc một chuyện rất là đơn giản là đôi khi trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta hãy đặt nặng về vấn đề hơn thua. Ví dụ hận thù người này, trách móc người kia. Nhưng mà chúng ta không có hiểu được một điểm là khi mà mình giữ cái tâm hận thù, trách móc như vậy đó, thì những cái chất như là tham, sân si, tức là sân si, nó tồn tại và nó ngự trị trong chúng ta. Và cái người mà khổ á, là chúng ta chứ không phải ai khác. Chúng ta nhớ như vậy là cái chất liệu mà hận thù sân si đó là những cái chất độc, nó là những cái độc tố. Dạ, độc tố nó làm hại chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta sống với cái tâm nhẹ nhàng, ít hận thù, không có nghĩ đến cái chuyện mà giận người này phiền người kia đó, thì cái những cái tố vô tham vô sân si sinh khởi. Thật ra nhiều lúc đó, mình đã nói rằng Đức Phật đã nói rằng mình giận như vậy thì có lợi gì, có lợi ích gì để mình nghĩ rằng người ta làm hại mình, người ta đánh tôi, người ta mắng tôi, người ta chửi tôi, mình nghĩ như vậy có lợi gì? Rốt cuộc thì mình là khổ mình thôi. Và khi mà mình hiểu về chuyện này đó, là mình hiểu rõ ràng là với cái tâm mà có nhiều cái phiền não như vậy đó, thì chúng ta đang đem những cái độc tố, đang khiến cho những độc tố sanh khởi. Dạ. Thì chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Giáo Khí Đất Phong Ma ở đây. Kính chị Kiên, chị Thu Đức đã vào đúng để giảng dạy. Đến liền với ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thầy dạ, sắp thứ hai. Con là nhân viên thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mật và pháp hữu cho chúng con để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình hồng mẫu đem lại an lạc trong đời sống và đến đạo ngoại giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tịnh pháp, cảm ơn quý ớt để trợ cho các phần hành trong lớp học được thật bí mật. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm tình lạc và sự biến thành, kính chúc quý đại hữu luôn an lạc các tịnh chánh pháp nhiệm màu và đến tịnh của thích cấp. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta được nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân tập thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yang kincir kusala kamang kapa bangiraya mamangkaye nawaja manasa bidase sukatang katang yeta pasanyino artiye yasanta asanyino katang bunya palang mayang sape paki pawantute yetang katang suwitang lindang bunya palang mayaye yata Anacanan bideva ganto alive kayum sape lokam iye sata jiwanta arane duka manonya pojana sape lapanto mamaki lapati. Con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng là mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban còn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao niềm gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường chuyện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi.
tâm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc hòa trị nhân sa phang su bang ga lang ga khan sa pa di va